Năm 2023, đền Đậu An triển khai số hóa tại khu di tích. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet và thực hiện thao tác quét mã QR, du khách sẽ có đầy đủ và chính xác các thông tin, hình ảnh về các hạng mục, hiện vật, bảo vật có tại đền. Qua đó, góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch tại tỉnh Hưng Yên. Chị Lý Uyển Nhi, một du khách Hà Nội, lần đầu đến tham quan vãn cảnh đền. Với việc triển khai số hóa di tích đã giúp ích rất nhiều cho chị Nhi, thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, phong tục thờ cúng, các bảo vật quốc gia đã được công nhận và các giá trị đặc sắc khác của đền. Với chị Nhi và các du khách trong và ngoài nước, số hóa di tích được coi như một người hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, một cuốn cẩm nang du lịch số giúp các du khách có những trải nghiệm hấp dẫn, sinh động. Được biết kinh phí triển khai dự án số hóa di tích đền Đậu An được đầu tư hơn 500 triệu đồng. Đây cũng là di tích đầu tiên của huyện Tiên Lữ thực hiện công tác số hóa di tích. Về cái nội dung số hóa, chúng ta chỉ cần vào trong khu di tích, chúng tôi có rất nhiều điểm có mã QR mà chúng ta có điện thoại thông minh quét mã QR vào. Thì trong mã QR người ta sẽ hướng dẫn là trước khi vào đến khu di tích thì có những cái cảnh quan như thế nào và đi đến đâu thì đều có những cái hướng dẫn cụ thể và chi tiết. Nếu chúng ta muốn nhấn lại mà tìm hiểu sâu thì chúng ta có thể là xem đi xem lại là chúng ta rất hiểu rất rõ, kể cả về ngôn ngữ mà chúng ta là theo chữ Nho rồi chữ quốc ngữ chúng ta không hiểu được thì cũng đã được dịch ra để cho là chúng ta nắm bắt được.